Hôm nay đi đánh lưới bắt được con ba ba. Con này vẫn nhỏ, con này bây giờ chỉ nuôi, mang về nuôi thôi. Xem cái bụng. Này mà nó mà đớp vào tay thì xem cái bụng của nó. Rụt rụt à, động động vào đít nó buồn à. Con này to mà cho vào nướng thì quá ngon. Nó bập cho cái. Ui cái đầu nó dài đấy. Loại này nó gọi là ba ba gì nhỉ? Ba ba cơm à? Chưa. Ba ba trơn. Cái đầu nó dài. Ui. Cái đầu nó dài thò ra vào tới ấy luôn, ngón tay luôn ấy.